Rồi, mến chào quý cô chú đến với kênh Lợi TK Bonsai ha. Hôm nay nhà vườn bên em có về một số mặt hàng muốn giao lưu với cô chú anh chị ha. Nhà vườn của em là ở xã Tân Dương, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp đó cô chú anh chị. Số điện thoại của em là 0334270232, cũng là số Zalo bên em luôn ha. Cô chú anh chị nào mà muốn tham khảo cái mặt hàng nào đó thì liên hệ với số Zalo đi ha. Chụp lại cho rõ ràng. Đầu tiên một mặt hàng đầu tiên em muốn giao lưu với cô chú anh chị là Mỹ Hồng ha. Có một phơm tàn rất là tròn ha cô chú anh chị. Cao cây này là 1m3 ha cô chú anh chị. Tán ngang của mình là hết thước ha. Hoành thân này là 12 ha cô chú anh chị. Do bị keo em bó bầu lại rồi đâu không được 12 ha. Tốt thần 2 tắc ha. Rồi mã số đầu tiên em giao lưu với cô chú anh chị là 600.000 bao sống bao ship cho tất cả cô chú anh chị mình ha. Tiếp tục mã số 2 cũng là một cây Mỹ Hồng ha. Cây có phơm tàn rất là tròn thấy cô chú anh chị, rất là đặc luôn ha. Hoa rất kẹo hoa hết. Chiều cao cây này vẫn là 1m3 hả cô chú anh chị. Nó ngang hết thước luôn hả cô chú anh chị. Cây này là 13 ha, hình thân 13, thoát thân 2 tắc. Ở số 2 giao lưu với cô chú anh chị mình vẫn là 600.000 bao phí ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình ha. Hoa rất là tươi hả cô chú anh chị. Rồi tiếp theo mã số 3 cũng là một cây Mỹ Hồng hả cô chú anh chị. Cái phơm này nó đồng trạng hết trơn ha. Rồi cây chiều cao cây này vẫn là 1m3 ha. Tán ngang vẫn là hết thước hả cô chú anh chị. Rồi hoành thân cây này vẫn là 13 ha. Thoát thân cây này là 3 tấc hả cô chú anh chị. Rồi mã số 3 giao lưu với cô chú anh chị mình vẫn là 600.000 bao phí ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình ha. Rồi tiếp theo một cũng là một cây Mỹ Hồng mã số 4 ha. Cây này có phơm tàn cũng rất là tròn ha cô chú anh chị. Chiều cao cây này vẫn là 1m3 ha cô chú anh chị. Tán ngang vẫn là hết thước ha. Cây có phơm tàn rất là tròn nha cô chú anh chị. Rồi cây này hoành thân vẫn là 13 ha. Thoát thân 3 tấc ha. Rồi mã số 4 này giao lưu với cô chú anh chị mình vẫn là 600.000 bao phí ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình ha. Ôi ôi quá trời cái tàn đó luôn. Rồi tiếp theo cây mã số 5 vẫn là một cây Mỹ Hồng ha cô chú anh chị. Rồi chiều cao cây này vẫn là 1m3. Tán ngang quá tán. Tán ngang này là em đo chiều hao là một là hết thước là 1m rưỡi ha cô chú anh chị. Hoành thân này vẫn là 13 ha. Thoát thân 3 tấc. Rồi mã số 5 này giao lưu với cô chú anh chị mình vẫn là 600.000 bao sống bao ship cho tất cả cô chú anh chị mình ha. Rồi tiếp theo mã số 6 vẫn là một cây Mỹ Hồng ha. Cái phơm này là nó đều đồng trạng với nhau hết cô chú anh chị. Rồi, chiều cao cây này vẫn là 1m3 ha. Tán ngang vẫn là hết thước hết cô chú anh chị. Cái này nó rất là lực. Hoành thân này vẫn là 13 ha. Thoát thân 2 tấc. Giao lưu với cô chú anh chị mình vẫn là 600.000 bao sống bao ship cho tất cả cô chú anh chị mình ha. Rồi tiếp theo một mã số 7 vẫn là một cây trang hồng phấn lá trung ha. Cây này có tại nó già nó vừa rớt bông một đợt bông ha cô chú anh chị. Chiều cao cây này là 1m3 ha. Tán ngang này là 90 ha cô chú anh chị. Cái này là một cốt nhưng mà nó không có thoát thân, nó khoảng 5 cm thôi ha cô chú. Thân này là 13 ha. Rồi cây hồng phấn lá chung này em giao lưu với cô chú anh chị mình là 600.000 bao ship cho tất cả cô chú anh chị mình ha. Rồi tiếp theo vẫn là mã số 8 vẫn là một cây hồng phấn lá chung. Chiều cao cây này vẫn là 1m3 luôn ha cô chú anh chị. Tán ngang là 95.
Mình thân này 11 ha. 11 em đo ở đây chứ xích xuống dưới là nó còn nở ha. Tốt hơn khoảng 1 tấc. Cây mã số 8 này giao lưu với cô chú anh chị mình vẫn là 600 ngàn bao phí ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình ha. Số điện thoại Zalo của em là 0334270232 cũng là số Zalo bên em ha. Tiếp theo một cây trang thái lá nhỏ ha. Cây có phong tàn giống như cái nấm dơ rơm ha cô chú. Chiều cao cây này là 1m1 ha. Tán ngang là 1m. Hoành thân chỗ này là em đo chỗ này là 17 ha, vị trí này ha. Này thoát, nó không có thoát thân, nó chia cành thôi nhưng mà nó vẫn là một cốt ha. Cái này là 600 ngàn ha, bao phí ship cho tất cả cô chú anh chị mình ha. Rồi, tiếp theo là một mặt hàng em muốn giới thiệu với cô chú anh chị là trang lá bơ ha. Lá bơ trang vàng, mỹ vàng lá bơ ha. Chiều cao cây này là 1m3 ha cô chú anh chị. Tán ngang là 1m2 ha. Này là hoành thân 11 ha. Này thoát thân 40. Mã số trang bơ này là mã số 10. Em giao lưu với cô chú anh chị mình là 500 ngàn bao phí ship tận nhà cho cô chú anh chị mình ha. 10. Tiếp theo mã số 11 vẫn là một cây trang bơ. Nặng quá ha. Cây này em mới đem ở trong vườn về thành ra có cây em chưa sổ bầu. Cây này chiều cao 1m4 ha cô chú anh chị. Tán rất là rộng ha. Rồi chiều ngang, tán ngang của nó là hết thước ha. Đó vị trí này đi ha, 11 ha. Xuống đây là nó nở hơn ha, nhưng mà em tính vị trí này ha. Thoát thân 2 tấc, giao lưu với cô chú anh chị mình vẫn là 500 ngàn bao phí ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình ha. Rồi mã số 11. Tiếp theo một mặt hàng nữa em muốn giới thiệu với cô chú anh chị mình là trang đỏ. Trang đỏ lá lớn ha, gọi là mỹ nhung ha, mỹ nhung lá lớn ha. Chiều cao cây này là 1m4 ha cô chú anh chị. Tán ngang là mình kể hết thước rồi ha. Rồi hoành thân này là 11 ha. Này thoát thân 50 ha. Trang đỏ lá lớn này em giao lưu với cô chú anh chị mình vẫn là 500 ngàn bao phí ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình ha. Rồi tiếp theo mã số 13 vẫn là một cây trang đỏ lá lớn ha. Cây có phơm tàn rất là tròn, rất là đặc ha cô chú anh chị. Ngưng đi hả, ngưng đi hả. Cây này có chiều cao 1m4 ha cô chú anh chị. Tán ngang là hết thước ha, em tính hết thước ha, nhưng mà vẫn còn dư ha cô chú anh chị. Này hoành thân 11 ha. Thoát thân 50. Rồi tiếp theo mã số 13 này giao lưu với cô chú anh chị mình vẫn là 500 ngàn bao phí ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình ha. Rồi tiếp theo em muốn giao lưu với cô chú anh chị là một cây tím sen ha. Chiều cao cây này là 95. Tán ngang là 90 ha. Này là một củ, một cốt ha cô chú anh chị, nhưng mà nó chia cành ra ha. Số này em giao lưu với cô chú anh chị mình vẫn là 400 ngàn bao phí ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình ha. Rồi tiếp theo một mặt hàng em muốn giới thiệu với cô chú anh chị mình là một cây cẩm thạch ha. Phôi giấy Mỹ cẩm thạch ha. Cây rất là đơ, đang là đang lên hoa đặc hết trơn ha cô chú anh chị. Ngưng đi hận. Rồi chiều cao cây này là 560 ha. Tán ngang cây này là 75 ha cô chú anh chị. Mình có em đo vị trí này là 12 ha. Cây có đôi bộ đế rất là quái ha cô chú anh chị. Đây. Mã số mấy hả? 15.
15 em giao lưu với cô chú anh chị mình là 400 ngàn bao ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình ha. Rồi tiếp theo mã số 16 vẫn là một cây cẩm thạch ha. Số lượng bên em cây nào cũng còn rất là nhiều ha cô chú anh chị. Cô chú anh chị nào có muốn lấy số lượng hay là lấy giá sỉ gì đó thì liên hệ với bên em ha. Vườn còn rất là nhiều ha. Rồi chiều cao cái này là 65 ha. Tán ngang cây này là 80. Rồi, hoành cổ chỗ này em đâu vị trí này là 12 ha. Bộ đế rất là quái ha cô chú anh chị. Đế rất là quái, rất là đẹp ha. Giao lưu với cô chú anh chị mình mã số 16 vẫn là 400 ngàn bao phí ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình ha. Rồi tiếp theo muốn giao lưu với cô chú anh chị một mặt hàng tiếp theo là một cặp phôi trang vàng ha. Cây này nó thuần hết rồi ha cô chú anh chị. Bộ đế rất là quái ha. Bộ đế rất là nhiều ha, lực luôn. Xích ra chút coi nha. Cái xích ra hả? Đế nè cô chú anh chị. Cao cây này là 23, cây bên này vẫn là 23 luôn ha. Cái này là 18 ha. Cái này vẫn là 18 luôn ha. Rồi cặp này em giao lưu với cô chú anh chị mình là 400 ngàn bao phí ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình mã số 17 ha, một cặp phôi vàng. Cây rất là khỏe ha cô chú anh chị. Rồi tiếp theo một cặp phôi giấy mã số 18. Ô cặp phôi trang vàng ha. Trang vàng nó nhỏ. Đế này cô chú anh chị. Cây nói chung là sống khỏe hết rồi. Chiều cao cây đó 18 ha, cây này 19 ha. Hai cây nó cũng đồng trạng với nhau. Nè em đo cổ này là 19 ha. Rồi bên này không biết đường sao đo luôn mà. Đây cô chú anh chị mình tham khảo đi ha. Giờ cái bệ này nó nguyên một bệ bự ha. Rồi mã số 20 này mười mấy rồi. 18 này giao lưu với cô chú anh chị mình vẫn là 400 ngàn bao phí ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình ha. Tiếp theo mã số 19 vẫn là một cặp phôi trang vàng ha, trang vàng lá nhỏ. Đây cô chú anh chị nhìn nè. Chiều cao cây này là 20 ha. Này là 19 ha. Đế này là 20 ha. Bộ đế nữa nè cô chú anh chị ơi. Già, cây rất là già. Này là 19 ha. Hoành cổ ngay khúc này ha. Cũ ha. Rồi mã số 19 này em giao lưu với cô chú anh chị mình vẫn là 400 ngàn bao phí ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình ha. Do em còn có số lượng ít nên thành ra em bán cái giá nới nới cho cô chú anh chị mình chơi ha. Tiếp theo một mặt hàng em muốn giới thiệu với cô chú anh chị là một cái phôi giấy Mỹ ha. Với riêng luôn ha. Rồi cao cây này là 80. Xin lỗi, đứng yên lên đi. Chiều cao cây này là 65. Củ sổ của nó là 45. Mình có ở vị trí này em đo là 23 ha. Rồi tiếp theo mã số 20 hay gì anh Dũng? 20 giao lưu với cô chú anh chị mình là 600 ngàn bao ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình ha. Rồi tiếp theo mã số 21 vẫn là một cái phôi giấy Mỹ ha cô chú anh chị. Chiều cao cây này là 70 ha. Củ sổ là 45 ha. Mình có em đôi vị trí này là 25 ha cô chú anh chị. Tổng cái bộ ác của nó là 54 ha. Rồi tiếp theo mã số 20 này em giao lưu với cô chú anh chị mình. Mấy rồi? 21. 21 là giao lưu với cô chú anh chị mình vẫn là 600 ngàn bao phí ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình ha. Rồi tiếp theo đây có cái form rất là trực ha cô chú anh chị. Dán trực ha. Rồi chiều cao cây này là 78. Củ sổ nó là 40. Hoành cổ chỗ này em đâu vị trí này là 20 ha. Rồi mã số 22 này em giao lưu với cô chú anh chị mình là 600 ngàn bao ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình ha. Rồi tiếp theo mã số 23 vẫn là một phôi giấy Mỹ ha. Rồi chiều cao cây này là 80. Chiều cao cây này là 70, em xin lỗi 70 ha. Rồi củ sổ của nó là củ này nó có cái dáng nằm ha cô chú anh chị. Củ sổ của nó tới đây là 50 ha.
Hoành cổ của nó là 22 ha. Rồi tiếp theo mã số 23 này em giao lưu với cô chú anh chị mình là 600.000 bao phí ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình ha. Số điện thoại của em là 0334270232 ha cô chú anh chị. Tiếp theo mã số 24 vẫn là một cái phôi giấy ha. Rồi chiều cao cái này là 65. Của sổ nó là 45. Hoành cổ em đo vị trí này là 23 ha. Rồi tiếp theo mã số này em giao lưu với cô chú anh chị mình là 600.000 bao phí ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình ha. Số mấy hả? 24 à? 25. Tiếp theo mã số 25 em cũng là một phôi giấy Mỹ ha cô chú anh chị. Chiều cao cây này từ đỉnh xuống là 60 ha. Củ sổ của nó là 40 ha. Hoành cổ là 23 ha cô chú anh chị. Rồi mã số 25 này em giao lưu với cô chú anh chị mình vẫn là 600.000 bao phí ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình ha. Số lượng bên em còn cái ít, thành ra em bán giá nới cho cô chú anh chị mình chơi luôn ha. Rồi chiều cao cây này là 70 ha. Cô chú anh chị mình về muốn trồng như thế nào trồng. Trồng nằm, trồng nghiêng, trồng ngã gì. Rồi củ sổ này là 50 ha. Hình cổ vị trí này em đo là 24 ha cô chú anh chị. Rồi mã số 26 này em giao lưu với cô chú anh chị mình vẫn là 600.000 bao phí ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình ha. Rồi tiếp theo mã số 27 vẫn là một cái phôi giấy Mỹ riêng ha. Rồi chiều cao cái này là 65. Của sổ nó là 44 ha. Hoành cổ nó là 23. Cổ này là 50 ha cô chính, cô chú anh chị. Rồi mã số 26 này giao lưu với cô chú anh chị mình vẫn là 600.000 bao phí ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình ha. 27 xin lỗi, mã số vừa rồi là 27 ha cô chú anh chị. Tiếp theo mã số 28 là một cái phôi giấy Mỹ luôn ha. Rồi chiều cao cây này là 70. Của sổ là 45. Rồi hoành cổ chỗ này em đo là 27 ha cô chú anh chị. Rồi mã số tiếp theo 28 này em giao lưu với cô chú anh chị mình là 900.000 bao phí ship hết cô chú anh chị. Có nhiều con nha. Cụ đó 600.000 ha cô chú anh chị, cái mã số 28 rồi ha. Để cái hoành nó lại, kệ cũ lại nha. Rồi tiếp theo mã số 28 chiến rồi là em giao lưu với cô chú anh chị mình vẫn là 600.000 bao phí ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình ha. Qua cái mới chưa? Tiếp theo chiều cao cây này là 78 thôi cô chú anh chị. Rồi chị củ sổ của nó là 52 ha. Mình có cây này là 27 ha. Rồi mã số 29 này giao lưu với cô chú anh chị mình vẫn là 600.000 bao phí ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình ha. Rồi tiếp theo mã số 30 cũng là một khôi giấy riêng ha. Cây có dáng phơm rất là lực. Chiều cao cây này là 65 ha. Cụ số là 45 hay cô chú anh chị. 35 là cò hoành cổ ngay chỗ vị trí này ha. Cây rất là lực này cô chú anh chị. Cây này em đo với cô chú, em ba giao lưu với cô chú anh chị mình vẫn là 900.000 bao phí ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình ha. Rồi tiếp theo một mặt hàng, một cây phôi giấy Mỹ em giao lưu với cô chú anh chị luôn ha. Mã số 31 cái chiều cao cây này là 70. Củ sổ là 45. Hoành cổ em đo vị trí này là 38 ha cô chú anh chị. Rồi cây mã số 31 này em giao lưu với cô chú anh chị mình vẫn là 900.000 bao phí ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình ha. Rồi xuống cổ đây. Rồi tiếp theo cũng là một cái phôi giấy Mỹ em muốn giới thiệu với cô chú anh chị mình ha. Củ nó có phơm tàn rất là đặc ha cô chú anh chị. Mã số 32. Chiều cao cây này là 59 ha. Củ sổ là 40 ha. Mình coi em đo vị trí này đi ha cô chú anh chị. 27 là ở hoành chỗ eo chỗ này ha. Rồi mã số 32 này em giao lưu với cô chú anh chị mình vẫn là 900.000 bao phí ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình ha. Củ rất là đặc ha cô chú anh chị. Rồi tiếp theo mã số 33 vẫn là một cây phôi giấy Mỹ dán trực ha.
Chiều cao cây này là 78. Ngang trực là 48. Phủ sổ là 48 ha. Rồi ngay hoành cổ chỗ này là 28 nha. Rồi tiếp theo mã số 33 nè, em giao lưu với cô chú anh chị mình vẫn là 900.000 bao cái ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình ha. Tiếp theo mã số 34 vẫn là một cây phôi giấy Mỹ ha. Chiều cao cây này là 55. Củ sổ là 45 ha. Rồi ngay hoành ào cổ chỗ này là em đo là vị trí này là 31 ha cô chú anh chị. 34 này em giao lưu với cô chú anh chị mình vẫn là 900.000 bao phí ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình ha. Tiếp theo mã số 35 vẫn là một cái phôi giấy Mỹ ha. Chiều cao cây này là 60. Củ sổ nó là 40 ha. Hoành cổ ở vị trí này là 31 ha cô chú anh chị. Rồi mã số 35 này em giao lưu với cô chú anh chị mình vẫn là 900.000 bao phí ship ha. Này nó có lỗi này chút xíu nó bị dập ha cô chú anh chị. Rồi tiếp theo mã số 36. Cây này có một cái cọng đứng rễ đứng nha. Chiều cao cây này là 1 mét ha cô chú anh chị. Củ sổ của nó là 35. À, hoành cổ chỗ này em đo vị trí này là 327 ha. Cây này em giao lưu với cô chú anh chị mình vẫn là 900.000 bao phí ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình ha. Rồi tiếp theo mã số 37 vẫn là một cái phôi giấy Mỹ ha. Rồi chiều cao cây này là 75 ha. Củ sổ của nó là 50. Rồi hoành cổ của nó là 28 ha. Rồi mã số 37 nè em giao lưu với cô chú anh chị mình vẫn là 900.000 bao phí ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình ha. Rồi tiếp theo mã số 38 vẫn là một cái phôi giấy Mỹ ha. Chiều cao cây này là 63 ha. Củ sổ của nó là 40. Hoành cổ chỗ này rất lớn ha. Hoành cổ này là 34 ha cô chú anh chị. Rồi mã số 37 này, 38 này giao lưu với cô chú anh chị mình vẫn là 900.000 bao phí ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình ha. Rồi. Tiếp theo mã số 39 vẫn là một cái phôi giấy Mỹ zin ha. Cây này cũng là cây cuối cùng ở trong cái clip của em luôn ha cô chú anh chị. Rồi chiều cao cây này là 78. Củ sổ là 45 ha. Rồi hoành cổ chỗ này vị trí này là 33 ha. Rồi mã số 39 này em giao lưu với cô chú anh chị mình vẫn là 900.000 bao phí ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình. Nó có lỗi một chút là ngay đây ha cô chú anh chị, nó bị chạy ha. Nhưng mà này không sao, em ấy kêu hết rồi ha. Rồi cuối clip kính chúc cô chú dồi dào sức khỏe ha, làm ăn phát tài phát lộc vạn sự như ý ha. Rồi cô chú anh chị nào có muốn mặt hàng nào mà nhìn không rõ đó thì muốn ấy thì liên hệ với bên shop của em đi, Zalo em sẽ chụp hình lại gửi lại cho cô chú anh chị mình tham khảo lại ha. Rồi chúc cô chú nhiều sức khỏe ha.